Đừng có nói em anh ơi hôm nay gì đó buồn bã, mưa thu lặng lặng trời mây xanh mướt, những cơn mưa đi qua làm em nhớ đến anh những nụ hôn đầu đời trong một đêm giờ giông bão, ký ức lùa về ở khách sạn White Palace, đột này đổ dạy dầm quá bảo đảm mà không hợp với chân nhân nghe đọc đâu anh phải soạt xong hiểu. Mà cái thú của mấy chạy xe hơi là nó thích phan cái trên xe không à, phan cái gì thì không biết nha, mà cổ một cái trên xe nó camera nó tờ lưa hết, nhiều khi nó ghi lại kỷ niệm gọi là memory story, câu chuyện kỷ niệm nha. Đó thằng đạo lên nó lục lục này nọ kia nó hơi bị nhạy cảm. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào quý anh chị em đến với lầu 3 của phòng gym thằng Duy Nguyễn, tức là thang máy nhấn số 3. Đầu tiên vô các bạn lái xe hơi đậu kịch trước cửa, đào nó ra nó hướng dẫn bạn vô. Ở đây á là kể như BBT là không có khuyến khích đào lên xe, tại vì đào lên xe nhiều khi mùi này mùi kia nó lộ này nọ lum la hết nó. Tại Duy Nguyễn là người chơi xe hơi, Duy Nguyễn biết mà. Mà cái thú của mấy anh chơi xe hơi là nó thích phan cái trên xe không à, phan cái gì thì không biết nha, mà khổ một cái trên xe nó camera nó tờ lưa hết, nhiều khi nó ghi lại kỷ niệm gọi là memory story, câu chuyện kỷ niệm nha. Nó thằng đào lên nó lục lục này nọ kia nó hơi bị nhạy cảm nó, nên đào á là mấy bảo vệ á với mấy bt á nó hướng dẫn lái xe vô. Thằng nào mà trình vip á xuống hầm luôn, hoặc là xe nào mà đi lén đi chui á xuống hầm luôn. Mấy thằng đàn ông nó khốn nạn ở chỗ này mấy em, nó nói với cha với mẹ nó hẹn bồ xong mà nó đi tập tạ, tại vì bồ đó trong phòng gym mà khổ lắm nghe. Nó nói đi hẹn bồ xong lén tập tạm để xe hơi ngoài biển số lộ biết lũi hầm đó. Còn ai mà ta lái yếu á, hoặc là muốn show up xe hơi á để ngoài sân xong rồi vô thang máy, ô lộn, ở đây vô lễ tân cái đã vô thang máy liền nghe, vô lễ tân check in xong rồi vô thang máy nhấn cạch lên số mấy, số 3 là ở đây. Vậy thì ở cái tầng này nó nổi tiếng và đặc biệt là gì, một cái hệ thống máy khủng khiếp, very very khủng khiếp, nhiều lắm em. Mà hai cái hệ thống nè, một là cái máy này kêu là dân gian hồ nó kêu là robo, nhưng mà robo cái con khỉ gì tên nó là lý vật ông ơi. Yes. Robo cái gì nha, tại sao kêu là robo, hai cánh tay giống con robo. Mấy cái thằng chơi coi phim hoạt hình á nó thấy cái này nè nó giống robot nè, hai cái tay nè nó là máy robo đúng không. Nhưng mà anh Duy không thích vậy, mình phải dùng cái từ chuyên môn. Mình bựa khi nào mình biết chuyên môn rồi mình hãy bựa, còn không biết chuyên môn bựa nó nói mình ngu nha. Đây là hệ thống máy Structurize có rất là nhiều cái máy bên Bình Tân không có các bạn. Khẳng định với các đồng chí luôn, bảo đảm gym ở Việt Nam không nào chơi máy Structurize nhiều Duy á. Nó bỏ hai ba cái vô lấy le thôi. Còn Duy mà chơi nguyên vàng luôn mà, nhìn là khủng khiếp luôn. Bảo đảm có thằng tập 3 năm vô đây có những máy không biết tập. Khẳng định với các đồng chí luôn, khẳng định công chí luôn, tập phòng cỏ không sao biết đúng không. Mình phải vô cái phòng nó đủ đồ chơi đầy nọ đẳng cấp để mình trải nghiệm tiếp bằng kiến thức thứ hai về thực tiễn đúng không. Chứ các bạn tập tạm 3-4 năm rồi các bạn kiến thức không có, các bạn làm ăn cái gì. Thứ nhất các bạn ra đường các bạn chém gió người ta cũng coi thường coi trọng các bạn nữa về mặt chuyên môn. Thứ hai các bạn muốn kiếm tiền trong ngành gym quá khó đúng không. Tôi nói thiệt cho các bạn á, cái body đẹp là một nè, cái biết kỹ thuật về máy móc là hai nè, tập luyện đúng động tác là ba nè, kia là cái điều kiện cần để kiếm tiền trong gym. Và trong nội dung video này Duy sẽ chỉ cho bạn một tuyệt kỹ tập ngực một cách tiết kiệm thời gian. Mà đây cũng là ý đồ của Duy đặt, ý đồ của Duy tập ngực rất là nhanh lẹ gọn nhẹ. Tại sao là Duy là businessman, businessman tiếng Anh dịch ra là giám đốc, người kinh doanh, doanh nhân. Mà là một thằng doanh nhân á là cái thằng nó cực kỳ nó làm biếm. Bạn đừng có bao giờ mà nhắn tin dài cho thằng doanh nhân. Thí dụ như bạn nhắn tin thằng gạ tình thằng doanh nhân và nhắn chữ anh phải soạt xong hiểu. Đừng có nói em anh ơi hôm nay gì đó buồn bã, mưa thu lặng lặng trời mây xanh mướt, những cơn mưa đi qua làm em nhớ đến anh những nụ hôn đầu đời trong một đêm giờ giông bão, ký ức lùa về ở khách sạn White Palace, đột này đổi dậy dầm quá bảo đảm mà không có phòng với doanh nhân không giờ đọc đâu anh phải soạt xong hiểu đó. Đúng không? Đừng có nói nhiều với nó. Bây giờ một thằng mà đầu óc làm ăn, thằng đó nó sống thực tiễn cực kỳ. Đúng không? Đừng có nói yêu anh vì đam mê. Đúng không? Mà yêu tao 5B bao nhiêu phần, vì tiền bao nhiêu phần, nói thẳng. Đó. Thí dụ nha, em cũng thích tiền của anh đó.
Nhưng mà đối với em trong cuộc tình yêu, hợp đồng yêu đương của anh với em á, tiền là 5, kia là 5, hiểu. Hiểu, đúng không? Còn tiền là 8, kia là 2, tao cũng hiểu luôn. Kiểu nào chơi cũng được hết á. Đó là đầu óc doanh nhân, bạn đừng có nói. Bạn đừng có nói nha. Bào tiền doanh nhân, xin lỗi không có cửa đâu. Ủa mấy nhỏ con gái ảo tưởng hả con? Tụi bào tiền được mấy thằng ngu thôi. Tự nhiên nhỏ kia đẹp miền Tây đi lên múc cha già kia lấy cái nhà con trả 8 tỷ. Cha già sao ngu dữ cha. Đúng không? Ối ra 800 thôi. Ối mẹ nó 8 tỷ luôn. Đó. Qua mới kể bực. Cũng đàn ông như nhau sao có mấy thằng nó ngu dữ trời. Tao không ngu đâu đổi đâu. Không nói nhiều nữa. Nhìn nè. Bữa nay video dài nha, ba máy. Đây là máy ngực trên. Đây là máy ngực không có. Đây là máy ngực ngang. Mà kia là máy ngực dưới. Ba máy bằng chỉ đi hai ba bước chân thôi. Đúng không? Là tập xong mẹ đi về luôn. Đi về luôn đó. Thấy ghê không? Đi về luôn đó ba. Đâu có tính như vậy thằng nào giàu bằng. Đúng không? Tụi bay chưa biết đúng không? Tại sao đặt ba máy này như vậy? Tập về đủ rồi không nội? Chưa, còn ghê hơn nữa. Thằng nào sắp xếp bài ngực với bài vai chung một ngày, có luôn sát bên. Sát bên. Sát bên nha mày. Rồi thằng nào á mà tập bài gì, bài ngực với bài tay chung bài, có luôn bên kia. Đúng không? Còn thằng nào đúng không, không thích lý và địch đúng không, mà muốn kết hợp vừa lý và địch với vừa bench, đúng không? Bench là ghế, đúng chưa? Thì có đây, lý và địch đây, bench đây, đủ hết. Sắp xếp phòng quê học VL. Sắp xếp phòng quê học quá. Rồi vô đẩy. Cái này không có gì phải chỉ không nội. Đơn giản thôi. Cầm vô đẩy vào trồng chỉnh cái ghế cho nó phù hợp. Tập xong đi gì nói, tại cái máy này nó hay chỗ nào. Đó, lên tạ đi em trai. Lên 13 là 10 kg một bên. Cái máy leverage đó là dành cho thằng doanh nhân nữa. Nó tập cực kỳ nhanh. Nó finish động tác nhanh cực kỳ. Thật sự luôn, tập vô đẩy xong gắn tạ vô, đẩy gắn tạ vô. Mấy thằng kia cũng khổ kìa. Thằng kia chất tạ rồi nó đẩy hơi lâu. Đúng không? Nên là gì? Trong buổi tập á, Duy là Duy tối ưu từng giây phút tập. Quay video vậy thôi chứ không quay video ra gắn tin điện thoại hết mẹ 10 phút. À, cái hệ thống máy leverage nó có chừng chục năm trở lại đây thôi mấy em. Giờ trước nó chưa có. Là một khi cái hệ thống này nó ra đời á, nó tạo ra một cái cuộc cách mạng trong cái bài tập về thể hình. Đúng không? Cái bài tập này á là nó có kết hợp, sự kết hợp hoàn hảo giữa dumbbell với barbell. Đúng không? Nó cho chúng ta một cái thời gian tập cực nhanh, một cái đường đi quỹ đạo cực chuẩn và hạn chế chấn thương cực tốt. Thằng nào đang đau cùi chỏ đau vai, đẩy kia không nổi qua đẩy này vô tư. Anh mày uy tín luôn. Đó. Do đó đó là các bạn tập, các bạn có từng cái khung kiến thức khác nhau đó, thì các bạn sẽ phối hợp tốt những cái máy tập. Trong cái chương trình Duy Nguyễn Kim Phổ nó ngắn, Duy không có phân tích được, Duy không có nói được. Do đó các bạn nào mà đang tập theo Duy Nguyễn Kim Phổ thì các bạn phải kết hợp với những cái vlog thực hành này. Những cái vlog thực hành là những cái vlog mà nó chuyên sâu, nó phân tích một cái khía cạnh nhỏ của bài tập vậy thôi. Cũng bài tập này, một thời gian sau Duy sẽ quay lại phân tích những khía cạnh khác. Nó an toàn, nó tự tin và nó mạnh mẽ. Vậy cho nó men, đúng không? Đó. Căng ngay hết cỡ. Đi ra. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.